Vâng, em xin chào các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của em về cập nhật giá cà phê ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2024. Giá cà phê hôm nay thì vẫn đang ở giữa mức 119.000 đồng một ký. Như vậy là bước vào ngày thứ hai đầu tuần thì hiện nay giá cà phê vẫn giữ ở mức ổn định, là một trung bình 119.000 đồng một ký. Cụ thể tại các vùng thì giá cà phê được mua như sau. Giá cà phê tại Lâm Đồng thì được mua ở mức trung bình là 117.800 đến 118.500 đồng một ký. Giá cà phê tại Đắk Lắk thì được mua ở mức trung bình là 118.500 đến 119.000 đồng một ký. Giá cà phê ở Đắk Nông thì được mua ở mức trung bình là 118.900 đến 119.000 đồng một ký. Giá cà phê ở Gia Lai được mua ở mức 118.500 đến 119.000 đồng một ký. Còn tại Kon Tum, giá cà phê được mua ở mức trung bình là 118.500 đồng một ký. Giá trên thì em cập nhật giá trung bình tại các địa phương, còn có thể thay đổi tùy vào cơ cấu từng vùng và tùy vào điều kiện từng vùng nhé các bác nhé. Như vậy là giá cà phê ngày hôm nay không có biến động gì nhiều, giao dịch ở quanh ở mức là 118.500 đến 119.000 đồng một ký, và có nhiều nơi thì có thể hơn một vài giá các bác. Các bác xem video và tham khảo nhé các bác nhé. Rồi, em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn các bác nhé.